Hi, chào mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người các động tác massage giảm mỡ đùi ngay tại nhà mà không cần ra spa. Chỉ cần 7 phút mỗi ngày là ta có ngay đùi thon gọn sau 14 ngày. Chúng ta cùng bắt đầu thực hiện các động tác đó nhé. Let's go! Sau đây sẽ là nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị: một củ gừng và một cốc rượu trắng. Chúng ta sẽ thái lát gừng và ngâm trong 2 tiếng. Đầu tiên chúng ta xoa hai tay vào, xoa rượu gừng lên tay này, sau đó chúng ta xoa hai tay thật mạnh, nóng gian hết lòng bàn tay này. Đó, sau chúng ta sẽ áp vào hai bên đùi. Đó, nóng quá. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm lại động tác đó và áp lên trên mặt đùi, nóng gian hết cả lòng bàn tay rồi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu các động tác massage của chúng ta ở bàn tay này. Sau đó chúng ta sẽ để ngón tay vào đấm giữa hai này, áp tay vòng tròn, kéo xuống, miết mạnh, xoay vào đùi nha. Đó, xong rồi thắt xuống, lên, áp đùi này, miết mạnh tay vào đùi để cho nó nóng ra, đùi mình đang bắt đầu đỏ dần rồi đây. Đấy, mọi người nhớ là hai cái phần tay trái này mình nên để sát ở đây, tay này ôm sát lấy cái đùi này, kéo mạnh, ma sát tay vào cái đùi, kéo lên này. Đó, lấy lực của tay để dí vào đùi cho nó cảm giác ma sát với đùi nha. Đùi mình đang bắt đầu nóng lên rồi, đỏ lên rồi đây. Mọi người có nhìn thấy là đùi mình đang bắt đầu đỏ rồi. Tiếp nào, rồi động tác tiếp theo là chúng ta sẽ để bắt chéo hai tay này, kéo này, kéo này, đó, kéo chéo này, miết thật mạnh tay vào đùi này, làm được càng nhanh càng tốt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đó, miết được càng nhanh càng tốt. Khi mà tay mình khô này, mọi người lấy ít rượu gừng xoa vào, đó, tiếp này, kéo tiếp. Đó, bắt đầu rất là nóng rồi, đùi mình đang đỏ. Đó, mọi người nhìn không? Đùi mình đang đỏ hết cả cái chân trên đùi rồi. Mình đang làm massage ở phần trên của đùi. Đó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, hơi thế này, chúng ta xoa tay, lấy rượu gừng vào tay nha. Đó, chúng ta xoa tay. Đó, ở động tác tiếp theo này, chúng ta kéo phần hai bên này. Đó, mở phần chân ra một tí này, kéo. Chúng ta sẽ massage phần đùi dưới. Đó, kéo. Tay phải này cầm kéo dọc xuống, tay trái bắt chéo, kéo chéo lên. Ok. À, tiếp. Đó, nhớ là tạo ma sát vào chân nha, không được làm hời hợt thế này đâu. Và chúng ta phải dứt khoát động tác của mình ra, miết chặt tay, lấy lực của tay đi xuống đùi của mình. Đấy, mọi người thấy không, đùi mình đang bắt đầu đỏ lên rồi đây này, rất là nóng, đánh tan hết mỡ đùi của chúng ta. Cố gắng lên, chúng ta đã được gần một lượt thời gian rồi. Đó, đổi bên nha, tay trái kéo thẳng, tay phải chéo. Nhớ là dùng lực ở tay dĩ ma sát vào cái đùi nha. Hơi mệt đấy, mình cũng đã thấy mệt rồi, vì chúng ta phải tự massage cho mình. Nhưng mà không sao, chỉ có 5 phút mỗi ngày thôi. Chỉ có 5 đến 7 phút mỗi ngày thôi là chúng ta có thể có một cặp đùi thon gọn hơn này. Rồi, sau đó này, đến cái phần chuyên dụng của phần đùi dưới. Tay vào này, nó gian tay. Kế tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần đùi sau nhá. Đó, nó sang pha mạnh tay nóng này. Rồi họ sẽ xoay tròn cái phần đùi này. Đây là, đó. Đấy,
mình không nhất thiết phải giơ chân đâu, mình chỉ giơ chân để cho mọi người nhìn rõ hơn thôi. Mọi có thể xuống như thế này, mưa là ma sát tay rồi nha. Rồi đó, không rồi nha. Kiểu này này, này cần có sát vào bên trong chỗ này một cái phần mà khó giải nhất. Khè rộng lắm, ngón tay để kéo qua chân. Chân nóng hết chân rồi đó, chân nóng hết đùi rồi. Đánh tăng một cái thứ nó nằm ở đây rồi, kéo quay về cái động tác vừa nãy, tay thẳng, tay chéo này. À, tiện đây mọi người nhấn like và đăng ký kênh để có thông báo khi tham gia video mới nhé. Vậy chúng ta đã hoàn thành một chân rồi, chúng ta sẽ tiếp tục này làm các động tác như thế sang chân bên trái. Đấy, mọi người thấy không, chân bên trái của mình làm xong đỏ hết rồi, chân bên trái của mình chúng ta bắt đầu lại ở bên phải. Xoa tay vào cái rượu gừng nào, nóng tay đi này, áp vào hai bên má rồi này. Thế là đến với cái động tác đầu tiên này, để tay đây này. Nếu là hai tay chúng ta để này nhá, xòe rộng tay ra, dí sát ma sát vào chân, đấy, kéo mạnh vào, luôn luôn vào tay để ma sát chân nhé. Đấy, mọi người thấy mình có được mấy cái là bắt đầu phần đùi của mình đã đỏ rồi. Rồi, để bắt tiếp theo chúng ta cùng chéo tay này. Làm chậm, mát xa. Mấy động cái đầu tiên chúng ta làm chậm, đứng xa, mát xa tay này. Nó bắt đầu đùi đỏ hết cả phần đùi ở đây này. Rồi, rồi nó làm nhanh này. Tay thẳng này, tay chéo bắt này, tay thẳng, chéo này, chéo này. Chéo này, chéo này, cơ hồ sang bên này, thẳng này, chéo này. Áp vào phần đùi sau nha. Nóng quá. Mạnh tay thật lỏng cái lòng bàn tay à. Đó, áp vào đùi. Thế quá. Rồi, xa này. Theo vòng tròn. Rồi chúng ta kéo nốt cái động tác đầu tiên này, để toàn thân này. 5 4
3, 2.